Chào mừng mỗi người trở lại đây với Long ở quá khứ, hiện tại, tương lai TV. Chủ đề của chúng ta hôm nay, máy bay mạnh nhất trong thế giới, F-35B. F-35B, máy bay tiên tiến nhất từng chế tạo. Máy bay này điều gì cũng làm được hết. Máy bay chiến đấu tàn hình, kết hợp và cải thiện khả năng của F-16, AV-8B Harrier và B-2, máy bay chiến đấu cơ động cao, tấn công các mục tiêu trên không gian và trên mặt đất. Một chiếc máy bay trang bị các cảm biến và hệ thống máy tinh tiến nhất, chia sẻ thông tin an toàn và tức thời mà không ảnh hưởng đến khả năng tàng hình, trình bày thông tin trực tiếp trên màn hình, hiện thị nằm trên tấm che phi công, đưa ra thức tình huống vô song, cho phép chuyến bay F-35 chiến đấu hiệu quả như một tổ ong. Có lẽ táo bạo nhất trong tất cả, nó có khả năng chuyển đổi từ bay ngang sang bay thẳng đường, làm cho nó có thể hạ cánh giống như một chiếc trực thăng. Lắp tất cả khả năng này vào một khuôn máy bay duy nhất là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Thiết kế cho tính năng hàng tình đòi hỏi sự đúc khuôn cẩn thận của mặt ngoài của máy bay. Đối với máy bay thả bom, nó thu hẹp phạm vi của các trạm radar của kẻ thù, mở ra những khoảng trống trong hệ thống phòng thủ radar và cho phép máy bay lọt qua mà không bị phát hiện. Đối với máy bay chiến đấu, nó mang lại lợi thế quan trọng. Hãy phát hiện kẻ thù trước khi bị phát hiện. Để đạt được những lợi thế này, chúng ta cần làm cho nó khó khăn hơn cho cái máy nhận radar để giải mã liệu tín hiệu trở lại chỉ là tiếng ồn xung quanh hoặc máy bay thuộc về kẻ thù. Làm điều này, chúng ta cần giảm thiểu sức mạnh của tín hiệu trở lại. Nó có nhiều cơ chế cho sóng radar được phản ánh. Điều đặc biệt nhất và cách rõ ràng nhất là thông qua trở lại specular. Đó là sự phản chiếu giống như cái gương, góc phản xạ bằng với góc tới. Chúng tôi muốn tránh các bề mặt phản lớn mà có thể phản ánh thẳng trở lại đến máy thu radar. Phản xạ góc, nó là gì? Nó là hai bề mặt đặt ở một góc 90 độ với nhau. Máy bay đuôi bao gồm bộ ổn định dọc và ngang là những bề mặt hoàn hảo để tạo phản xạ góc. Điều này cho phép radar bật ra khỏi cả hai bề mặt và quay trở lại ngay theo hướng nó đến. Cách tốt nhất để tránh điều này là bỏ hoàn toàn phần đuôi như B-2. Nhưng điều này ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng cơ động. Thay vì chúng ta có thể thay thế cả hai vì bộ ổn định ngang và dọc với đuôi chữ V. Đuôi chữ V có thể hành động vừa là bánh lái vừa là thang máy. Và chúng ta có thể làm sao bằng cách kiểm tra cái luật kết quả tạo ra khi bề mặt điều khiển được kích hoạt đến các vị trí khác nhau. Cấu hình này đôi khi được sử dụng cho những chiếc máy bay trông độc đáo như Cirrus SF-50, cho phép nó gắn một động cổ phận lực nhỏ duy nhất ở trên thân máy bay với khí thải của nó thẳng qua đuôi chữ V. Máy bay riêng nhỏ và nhẹ, nó có thể triển khai một chiếc dù để giải cứu chính mình trong trường hợp khẩn cấp. Cửa hút khí động cơ gắn ở mặt trên của máy bay sẽ ngăn radar trên mặt đất dọi ngược lại bên trong cửa hút vào quay trở lại máy thu. Nó cũng giúp giảm các dấu hiệu nhiệt hồng ngoại. Tuy nhiên, đối với một chiếc máy bay dự kiến sẽ thực hiện các thao tấn công ở góc độ cao trong các tình huống sinh tử, thì đây không phải là một thiết kế mà mình muốn đưa vào. Trong khi thực hiện một thao tác như này, cửa hút khí sẽ nhận không khí có áp suất thấp hơn. Cửa hút gió nằm bên dưới máy bay sẽ gây ra quá nhiều phản hồi của radar. Khe hút gió cũng có một số tính năng khí động học thông minh. Vết sừng dừng như vô hại này đóng một vai trò quan trọng. Kỹ thuật hàng không là mão mực. Mọi tính năng khiết thế đường như không quan trọng đều có mục đích. Gắn cửa hút động cơ dọc theo thân máy bay đi kèm với một số vấn đề mà động cơ gắn trên giá treo tránh được. Khi không khí bị chuyển dọc theo chiều dài của cơ thể, không khí bắt đầu tạo thành một lớp không khí chuyển động, hỗn loạn chậm, gọi là lớp ranh giới.
Nếu không khí này lọt vào động cơ, nó không chỉ là giảm hiệu suất. Khi tua bin quay, nó sẽ đi qua luồng không khí biến chậm ở một bên và sau đó là luồng không khí tự do nhanh ở bên kia. Điều này có nghĩa là lực tác dụng lên cánh tua bin thay đổi theo từng vòng quay, gây ra uốn cong theo chu kỳ, gây suy yếu theo thời gian. Đầu vào siêu âm là một va chạm lớn tạo ra một vần nến để lớp ranh giới ra khỏi đầu vào. Sản phẩm cuối cùng giảm 30% trong lượng và giảm chi phí sản xuất và bảo trì. Đi chuyển xuống máy bay, chúng ta có thể thấy những gợi ý khác về thiết kế tàng hình. Cảnh dài sắc nhọn là kẻ thù của máy bay tàng hình. Cảnh sắc nét làm cho sóng radar phân tán theo mọi hướng. Thậm chí radar có thể di chuyển theo điều dài của một bề mặt dưới dạng sóng di chuyển, sau đó phân tán khi đến cánh dài. Cường độ tín hiệu quay lại đó có thể được giảm bớt bằng một số kỹ thuật thông minh. Độ mạnh của tín hiệu sẽ phụ thuộc vào độ dài của cảnh. Vì như vậy, kỹ thuật đầu tiên là giảm độ dài của cảnh bằng. Mình có thể thấy rất rõ kỹ thuật này trên cánh máy bay B-2 nó ít rõ ràng hơn đối với F-35. Cho đến khi mình bắt đầu nhìn vào tất cả các cửa ra vào ảnh xung quanh máy bay, mỗi khe hở, bề mặt không thể tránh khỏi trên máy bay đều có cảnh răng cưa. Đây là các khoang vũ khí bên trong, cần thiết để giữ cho các tên lửa phản xạ radar không bị nhìn thấy. Và cửa sập nhỏ này là cửa phân phối pháo sáng. Pháo sáng là mồi nhự hiệu quả cho tên lửa tầm nhiệt, nhưng không làm gì để ngăn chặn tên lửa dẫn đường bằng radar. Trước sự phổ biến của tên lửa dẫn đường bằng radar và sự tinh vi ngày càng tăng của công nghệ, một hệ thống mới đã được phát triển. Khi cần thiết, cửa truy cập này sẽ mở ra và một máy phát bắt đầu quay ra một khoảng cách an toàn phía sau máy bay. Nó có 3 cấp độ đối phó để bảo vệ F-35 để khỏi bị tấn công. Đầu tiên, nó chủ động gây nhiễu tên lửa trong khi chúng cố gắng khóa mục tiêu bằng cách phát ra các tín hiệu gây nhiễu mà máy tính trên tàu tính toán và chuyển đến bộ phát thông qua đường dây cáp quang. Nếu radar quản lý đã có được một khóa, thì nó bắt đầu cố gắng phá khóa. Nó làm gián đoạn các thuật toán, theo dõi hướng dẫn tên lửa tới mục tiêu của nó. Cuối cùng, nếu tất cả bị mất và tên lửa đang hướng vào máy bay, bộ phát bắt đầu mô phỏng tín hiệu radar của máy bay, phóng tên lửa về phía nó giống như mồi nhừ. Mình có thể nhận thấy cái màu xung quanh cái cảnh nó khác nhau với loại máy bay. Đó là tại vì cái cảnh được xử lý bằng băng tán xạ radar đặc biệt. Theo cùng một cách, bóng di chuyển phân tán khi chúng gặp một cảnh gián đoạn. Họ sẽ phân tán khi đi qua một sự thay đổi trong đầu dẫn điện. Máy bay F-35 sử dụng điều này cho lợi thế của nó để phân tán sóng trên một khoảng cách dài hơn, giảm tín hiệu trở lại bằng cách trải rộng nó ra. Cái băng có đặc tính dẫn điện. Băng keo này sẽ làm giảm dẫn tính giãn điện. Nó từ từ giảm công độ của sóng bề mặt trước khi nó chạm tới mép. Nếu không, nó sẽ phát hành một lợi nhuận lớn. Bản thân bề mặt của máy bay bao gồm vật liệu hấp thụ radar chuyên dụng. Trong năm 2010, Lockheed Martin đã đệ trình bằng sáng chế này. Đối với một vật liệu chế tạo có chứa ống nanocarbon có thể hấp thụ sóng radar từ 0.1 MHz đến 60 GHz. Đây là dải tần cực kỳ rộng. Đáng chú ý là bao phủ các tần số mà các tên lửa đất đối, không của Nga như hệ thống S-400. Tiên tiến sử dụng, có thể thấy tác động của sóng bề mặt đối với thiết kế tàng hình ở những nơi khác. Mình sẽ nghĩ rằng một hình trụ sẽ là cách tuyệt vời để phân tán radar theo mọi hướng, làm giảm cường độ của tín hiệu quay lại. Nhưng nếu sóng radar tiếp tiến với một hình trụ và bước sóng ít nhất bằng 1/10 chu vi hình trụ, thì sóng thực sự có thể chuyển xung quanh bên ngoài xi lanh và quay trở lại máy thu. Đây là lý do tại sao máy bay F-35 có cánh sắc nét này, phá vỡ mũi tròn này. Điều kỳ lạ là cửa sấp lớn nhất trên máy bay không có răng cưa.
Điều này có lý do chính đáng. Cửa sập này ẩn chiếc quạt nâng mạnh, luồng không khí vô ra. Quạt thang máy này cần được xem xét cẩn thận. Quạt nâng thực chất là một chiếc trục thăng nhỏ có khả năng tạo ra lực đẩy thẳng đứng 85 kN. Khi làm như vậy, nó tạo ra vùng áp suất thấp hơn phía trên máy bay, hút mạnh không khí vào máy bay ở góc 90 độ. Không khí này phải đi qua mui xe và đến cửa hút gió, và sau đó mui xe cần cho phép không khí đi qua nó một cách trơn tru mà không tạo ra quá nhiều dòng chảy hỗn loạn. Điều này sẽ làm giảm hiệu suất của quạt nâng. Đây là lý do tại sao cửa hút gió không có răng cưa, vì cánh sắt nhọn sẽ gây ra sự biến dạng trong dòng chảy. Vòi xoay nó bao gồm 3 đoạn khinh khí cách ở góc so với nhau. Chúng ta có thể thay đổi hình dạng của vòi phun bằng cách xoay riêng miếng góc cạnh này. 3 phần này xoay cùng nhau để chuyển tiếp lực đẩy xuống dưới một cách trơn tru, nhưng sẽ dễ hiểu hơn một chút về cách thức hoạt động của nó bằng cách xem điều gì xảy ra khi mình xoay các phần riêng. Cách cánh thẳng đứng cho phép nó phóng từ bất kỳ nên tầng nào ngắn hay nhỏ. Có các cơ chế kiểm soát bổ sung để đảm bảo hành động cân bằng, bắp bên này không bị sai. Đây là một radar mạng quét hoạt động, rất khác với radar có học truyền thống. Anten mạng pha có hàng trăm anten nhỏ. Mình có thể thấy tấm kim loại đặt thành hàng trong anten mạng pha của F-35. Các tấm kim loại có các khe được cắt vào chúng, và mỗi khe này là một anten, tổng cộng là 1,600. Điều này cho phép anten mạng pha điều khiển radar của nó bằng cách sử dụng nhiễu mang tính xây dựng. Nếu hai anten phát ra hai sóng radar cùng lúc với các đình và đáy của chúng tàng hàng thì sẽ dẫn đến nhiễu mang tính xây dựng làm tăng biên độ của sóng vô tuyến. Tuy nhiên, nếu các sóng vô tuyến được đặt lạch pha 180 độ khớp với đình và đáy thì sóng sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn. Đây là cách của một chiếc tai nghe khử tiếng ồn. Anten mang pha sử dụng hiện tượng này để điều khiển sóng vô tuyến, năng không cho radar cho thanh đền hiệu khổng lồ dẫn đường kẻ thù thẳng tới nó. Anten mang pha truyền thống là thụ động, nghĩa là mỗi anten trong mang điều khiển bởi một máy phát và máy thu duy nhất. Điều này có nghĩa là nó chỉ có thể theo một hướng, mà nếu gặp phải hai máy bay bay cạnh với nhau và chúng tách ra, anten mang pha thụ động sẽ không theo dõi cả hai. Tuy nhiên, anten pha của F-35 là một mạng pha chủ động, nghĩa là mỗi và mọi thứ trong số anten này là một máy phát và máy thu được điều khiển riêng lề. Điều này làm cho F-35 theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc mà không cần các bộ phận chuyển động. Cái nón mũi che giấu các anten cần phải trong suốt đối với sóng radar, và do đó thường được làm từ vật liệu tổng hợp sợi thủy tinh. Độ trong suốt này gây ra các vấn đề đối với dấu hiệu phản hồi radar của máy bay, vì một anten như thế này sẽ phản xạ tín hiệu. Đây là một vấn đề lớn hơn nhiều đối với các dĩa radar cơ học cần chỉ vào kẻ thù để theo dõi chúng. Mạng theo giai đoạn có thể hướng tới nhiều mục tiêu trong khi vẫn ở một vị trí duy nhất, và đây là lý do tại sao nó chỉ lên trời để dọi sóng radar ra không gian. Máy bay F-35 vượt trội trên chiến trường nhờ khả năng kết nối mạng, chuyển tiếp thông tin giữa phi đội của nó. Đây là một lượng dữ liệu khổng lồ để truyền giữa máy bay và các đồng minh trên mặt đất, đồng thời yêu cầu tốc độ truyền dữ liệu cao. Tuy nhiên, giao tiếp đi kèm với một vấn đề rõ ràng. Nó thông báo sự hiện diện của nó cho bất cứ ai lắng nghe. Điều quan trọng là các máy bay tàng hình có thể liên lạc với nhau một cách an toàn, và anten mạng pha chủ động hỗ trợ điều này. Máy bay F-35 sử dụng hệ thống liên kết dữ liệu mới nhất tên MADL, cải tiến dựa trên những kinh nghiệm học được với F-22, cho phép F-35 nhanh chóng chia sẻ dữ liệu một cách an toàn từ từng chiếc F-35 và các hệ thống trên mặt đất. Thông tin này sau đó được sắp xếp và hiển thị cho phi công trong màn hình, cung cấp cho họ nhận thức tình huống vô song. Không cần liên lạc với người chạy cánh của họ nếu có kẻ thù bên dưới họ. Máy bay liên lạc và cung cấp dữ liệu đó ngay vào mũ bảo hiểm
cho phép phi công nhìn vào bên dưới của máy bay mà tự mình xem vị trí của kẻ thù. Đây là sức mạnh thực sự của F-35B. Đó là một mạng lưới máy bay chiến đấu tàng hình có thể được triển khai ở bất cứ đâu trên thế giới. Kênh của Long rất mới và Long sẽ đánh giá rất cao sự hỗ trợ của mọi người. Mong các bạn bấm like, share và subscribe để có động lực nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong video sau. Bye bye.